xin chào tất cả mọi người, thì em sẽ hôm nay mình sẽ nhận thêm một chiếc xe Vios. Xe này là đèn trên của nó là bóng halogen, đèn dưới của nó là bóng xenon, thì nó rất là tối. Thì anh chủ đã nâng cấp bi gầm X3 Pro, nhiệt màu là 4.300 ha, đi bám được cực kỳ tốt. Tại xe này là xe ở tỉnh ở Bến Tre ha, rồi mọi người cùng chờ xem các bạn kỹ thuật thi công như thế nào nhé. Và đây là sau khi lắp đặt xong bi gầm X3 Pro, chỉ mất 1.5 tiếng để hoàn thiện thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ test ánh sáng thực tế cho mọi người xem. Đây là ánh sáng cốt, ánh sáng pha nè. Bên này thì nhiệt là 4.300, ánh sáng trắng nha vàng, nó sẽ giúp mình đi bám đường hơn. Và lúc pha nó có một cái tâm tròn.